Tiền đạo Huỳnh Như sắp đạt thỏa thuận thi đấu cho thành phố Hồ Chí Minh 1 ở cúp C1 châu Á dành cho câu lạc bộ bóng đá nữ mùa giải năm 2024 đến năm 2025. Trái với dự đoán của nhiều người, tiền đạo sinh năm 1991 không chuyển đến Thái Nguyên TNT thi đấu. Một thành viên của Thái Nguyên TNT xác nhận điều này. Sau khi kết thúc vòng bảng cúp C1 nữ châu Á được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Như sẽ đưa ra quyết định của mình về tương lai. Tuy nhiên, cô sẽ tiếp tục sang châu Âu chơi bóng, nhưng thời điểm này xuất ngoại lần thứ hai có thể phụ thuộc vào thành tích của thành phố Hồ Chí Minh 1. Dù không còn ở độ tuổi sung sức nhất, nhưng trình độ chơi bóng của Huỳnh Như vẫn vượt trội so với nhiều đồng nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh 1 không cần đến Huỳnh Như vẫn vô địch thuyết phục ở giải quốc nội, nhưng họ rất muốn cô đồng hành ở lần đầu tiên đá cúp C1 châu Á. Chiều 18 tháng 7, buổi lễ bốc thăm chia bảng cúp C1 nữ châu Á năm 2024 đến năm 2025 vừa diễn ra, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh 1 gặp các đối thủ Urawa Red Diamond, Nhật Bản, Taichung Blue Wheel, Đài Loan, Trung Quốc và đội thắng ở vòng playoff nhóm B. Theo quy định, có 8 đội được vào thẳng vòng bảng, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh 1, 14 đội đá vòng loại để tìm ra 4 suất vào vòng bảng. Việc được thi đấu tại cúp C1 châu Á là một trong những lý do để cô gái quê Trà Vinh đưa ra những quyết định đặc biệt. Trước đó, Huỳnh Như nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng. Câu lạc bộ Thái Nguyên khao khát có được đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Họ chi ra hơn 1 tỷ đồng với mong muốn có được Huỳnh Như trong 2 năm. Trước đó, đội bóng phía Bắc nhanh tay sở hữu nhiều ngôi sao như Bích Thủy, Trần Thị Thu hay Kim Thanh, Mỹ Anh, Hoài Lương. Trong 2 mùa giải vừa qua, Huỳnh Như ghi 10 bàn thắng cho Làng FC. Cô góp công giúp đội xếp thứ 6 ở mùa giải trước. Mùa này, Làng FC lách qua khe cửa hẹp và trụ hạng thành công. Tiền đạo Huỳnh Như sắp gia nhập câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh 1 để thi đấu tại cúp C1 châu Á năm 2024 đến năm 2025, theo một nguồn tin đáng tin cậy. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó, nhiều tin đồn cho rằng cô sẽ đầu quân cho Thái Nguyên TNT. Huỳnh Như sẽ đưa ra quyết định về tương lai sau khi vòng bảng cúp C1 kết thúc. Dù đã ở tuổi 32, Huỳnh Như vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh 1, nhà vô địch quốc nội, rất muốn có cô góp mặt trong lần đầu tiên chinh chiến tại cúp C1 châu Á. Huỳnh Như trước đó đã có thời gian thi đấu tại châu Âu cho Làng FC, Bồ Đào Nha. Dự kiến, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở cúp C1 châu Á, Huỳnh Như sẽ quay lại châu Âu thi đấu. Lý do Huỳnh Như lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh một phần là bởi cơ hội được thi đấu tại cúp C1 châu Á. Trước đó, cô đã nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng, trong đó có Thái Nguyên TNT. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh một nằm ở bảng đấu khó khăn với các đối thủ Urawa Red Diamond, Nhật Bản, Taichung Blue Wheel, Đài Loan, Trung Quốc và đội thắng ở vòng playoff nhóm B.